Trước diễn biến dịch COVID-19 còn phức tạp, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quyết định tiếp tục giãn cách 7 trên 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh theo chỉ thị số 16 của Chính phủ một cách cứng rắn, quyết liệt hơn trong 14 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 26 tháng 8. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đặt ra mục tiêu trong 14 ngày cố gắng kiểm soát được ít nhất 98% địa bàn trở về vùng xanh, không để tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Ghi nhận tại huyện Long Điền, trong ngày đầu tiên của lần giãn cách thứ tư, người dân thực hiện khá tốt yêu cầu siết chặt giãn cách. Đường xá vắng người qua lại, chỉ còn lực lượng công an tuần tra kiểm soát. Ngoài tâm dịch, thị trấn Long Hải đang trong thời gian thực hiện chỉ thị 16 nâng cao với yêu cầu ai ở đâu ở đó, thì trên địa bàn huyện Long Điền vẫn còn hai địa phương vẫn chưa được xanh hóa là xã Phước Hưng, vùng cam và xã An Hải, vùng vàng. Người dân của hai xã này cũng nhận thức được tình hình dịch bệnh tại địa phương mình đang sinh sống còn phức tạp, nên đã ý thức hơn rất nhiều trong việc tự bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và xã hội. Theo đó, đa số các gia đình đều chọn cách khóa chặt cổng và ở yên trong nhà, hạn chế đi chợ truyền thống, mà thay vào đó là mua hàng online và nhờ các tình nguyện viên của địa phương đi chợ hộ. Thì sau thời gian cũng khá là dài, tỉnh mình, Bà Rịa Vũng Tàu chúng ta thì thực hiện chỉ thị 16 giãn cách toàn xã hội trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thì chúng tôi là người dân nghe là ban chỉ đạo của tỉnh và tiếp tục thực hiện thêm 2 tuần nữa giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, thì huyện Long Điền cũng như là xã Phước Hưng nó cố gắng nỗ lực hơn nữa và làm chặt chẽ hơn nữa, cũng như là kêu gọi người dân trong 2 tuần tới đây thực hiện đúng chỉ thị 16 thật là nghiêm, để làm sao 2 tuần này là 2 tuần cuối cùng để không có bị giãn cách xã hội chỉ thị 16 nữa, để người dân có thể trở lại cuộc sống bình thường. Địa bàn xã An Hải là có một cái ca dương tính với lại SARS-CoV-2. Thì qua cái thời gian giãn cách là hơn 1 tháng thì cái tình hình là xã An Hải cũng là chưa thoát khỏi được cái điểm gọi là trở về cái vùng xanh, để trở lại cái trạng thái ban đầu. Thì tiếp tục thực hiện cái giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thêm 14 ngày nữa, từ ngày 26, bắt đầu từ ngày 26 tháng 8. Thì tôi và những người dân ở đây cũng rất đồng lòng và ủng hộ theo chỉ thị này, để làm sao đó mình xác định được cái vùng nào là vùng dịch và bóc tách những cái bệnh nhân bị nhiễm dịch và những cái bệnh nhân mà đang nằm trong cái vùng là nghi nhiễm, để cho là cái địa bàn xã Ngãi nói riêng và huyện Long Điền chúng ta nói chung là trở lại trong sạch, để bà con được cuộc sống bình yên. Tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 đồng nghĩa với việc các hàng quán tiếp tục đóng cửa, nhiều người không có việc làm, cuộc sống tiếp tục gặp khó khăn, nên địa phương nỗ lực chi trả hỗ trợ theo nghị quyết 68 của Chính phủ và những hạn chế chính sách khác. Nhờ đó, người dân đồng tình ủng hộ, cảm thông với quyết định của tỉnh và tin tưởng 14 ngày sau, tỉnh và huyện sẽ đẩy lùi được dịch bệnh. Hôm giờ cũng nói là ngay cũng khổ lắm. Cô lên cô lãnh ở trên đó là 750. Với hồi bữa mới cho cô được chục gạo nữa nè, mới đầu 3 bữa nay á. Cũng mong ước cho cái xã hội này để nghe lời những công việc của mấy anh chiến sĩ, rồi mấy anh gác đồ với lại những cô y tá rồi đó. Làm nhiệm vụ thấy kỳ coi trên mạng thì thấy thương lắm, không có dám đi đâu. Mình cũng cầu đừng có đi ra để lây truyền tùm lum hết, nó khổ lắm. Thấy bao nhiêu người cực khổ vì mình lắm, chứ không phải là sung sướng gì. Đây là cái tình cảnh chung nên mình cũng phải chấp nhận, là cố gắng vượt qua cái đại dịch này. Là vì thêm cái đợt giãn cách 14 ngày tiếp theo thì là mình cũng đồng tình. Nói chung là bà con ở đây thì cũng đồng tình hết, không có ai phản đối. Vì có các anh chính quyền và các cơ quan đã cũng có hỗ trợ đồ ăn, gạo, thì đó là rất là cảm ơn. Và mình cũng cầu mong là nhà nước có những chính sách hỗ trợ thêm, ví dụ như là hỗ trợ về tiền hay là ăn uống gì đó, để cho bà con cố gắng vượt qua cái đợt giãn cách này.